Nhiễm trùng tiết niệu là một căn bệnh mà rất nhiều người mắc phải, và hiện nay ấy, thì khi những bệnh nhân đến với em khi lấy thuốc nhiễm trùng tiết niệu ấy, thì em đang điều trị rất là hiệu quả, và có một cái vị dược liệu mà nếu với những bệnh nhân quá nặng, đặc biệt là với phụ nữ nhé, thì em sẽ cho sử dụng thêm một cái loại lá mà em vẫn gửi mọi người hoặc em chỉ mọi người này dùng kèm vào để ngâm rửa này. Đây chính là loại dược liệu mang tên là cái cây nhội, và bộ phận sử dụng nó là thân cành lá của nó. Thì cây nhội này chắc mọi người đã nghe nói tới nhiều, đặc biệt vùng quê thì thường các vị hay để ăn gỏi cá này. À, đó, thì thực ra cây này nó có một tác dụng rất là tuyệt vời trong cái điều trị nhiễm trùng tiết niệu ấy. Thì và cách sử dụng như thế nào? Thì mọi người sử dụng cho em cái thân cành lá của cây nhội như thế này. Mọi người dùng cho em khoảng 50g. Đó, nếu mà mọi người có khô dùng khô, còn nếu mà tươi là tốt nhất thì mọi người dùng cho em khoảng 100g tươi. Đó, mọi người đun với khoảng 1 lít nước thôi. Đun sôi đặc cho em một chút, sôi khoảng 15 phút. Sau đó mọi người lấy ra ngâm rửa cái vùng bộ phận sinh dục của mình ấy, thì rất là hiệu quả. Đó, đặc biệt với phụ nữ thì nếu mà kết hợp, mọi người có thể kết hợp thêm cái lá nhội, cây nhội này và lá trà xanh này. Đấy, hai loại đấy thôi là mọi người ngâm rửa thêm vào, rất là tuyệt vời. Và nếu mà có thêm vị bạch đồng nữ nữa thì tốt, thì mọi người kết hợp thêm vào nhé. Thì đây là một loại dược liệu mà với những bệnh nhân nặng ấy, mà họ thường ở thành phố không có, thì em vẫn gửi cái lá nhội này kèm những thang thuốc của em ấy, thì điều trị rất là hiệu quả. Và mọi người cần tư vấn về những vùng tiết niệu này, tiểu buốt, tiểu rắt, tiểu lắt nhát, tiểu da máu, hay là tiểu trắng đục nước vo gạo, có thể comment bên dưới hoặc ebook cho em nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.